mẹ của chúng ta và đống tiểu thuyết lãng mạn của họ không được làm rơi. Mẹ con chẳng để ý Jennifer. Thôi nào, phải nhét hết vào đây. Con yêu, sao cứ sột soạt như thế? Con không nhét hết đống giấy con cần vào đây được. Dừng ngay, con làm nhăn hết rồi. Sao đến cái này cũng không biết thế hả? Đưa cho mẹ. Đừng có hòng mà ăn gian bài vở. Con xin lỗi. Sao con không dùng miếng vỉa mẹ mua cho? Giờ thì rối tung hết cả lên. Thực ra thứ này có thể đa năng hơn ta nghĩ đấy. Lấy một miếng bìa thế này và cắt phần trên đi. Sau đó dán vào các ngăn theo ý thích của bạn. Rồi nhét giấy tờ vào để dễ tìm. Đừng quên cái này nhé. Cảm ơn mẹ sao cũng được. Đây. Cái này trông yêu thế. Giấy tờ của mình trong này hết rồi. Mẹ luôn biết cái gì là tốt nhất. Hy vọng mình giữ thứ này gọn gàng được. Và phần tuyệt nhất à, mình có thể tìm thấy giấy tờ mình cần chỉ trong vài giây. Cái biểu đồ phân tử mình cần đâu rồi? À, phải nhanh lên trước khi muộn nào. Con sẽ kể cho mẹ sau nhé. Cuối cùng mình được đọc tiếp rồi. Tuyệt nhất. Hàm răng trắng tinh của tớ sẵn sàng cười rồi. Wow, thật đấy à? Eo ơi, dính đầy tóc mất rồi. Cái thứ này không để đi vào miệng mình được. Vào thùng rác này, chán thật. Chờ đã, có khi cái này có ích. Biết ngay là sẽ cần mà. Muốn giữ bàn chải không rơi ư? Hãy dùng thủ thuật giá kẹp này. Chúng dễ thương nhỉ? Thế là xong. Được rồi, các em sẽ thi xem ai giải phương trình này nhanh hơn nhé. Chắc chắn tôi sẽ thắng. Rồi xem. 3 và bắt đầu. Xem cậu ấy cắm cúi làm kìa. Khoan, có đua không vậy? Chà, thôi kệ đi, cái là mình sẽ thắng thôi. Cậu ấy làm gì vậy? Dỗ móng sao? Đúng là dở hơi hết chỗ nói. Đã chịu làm chưa vậy má? Cà phê hả? Đang ngồi học mà lấy đâu ra chứ? Lại còn cả thanh kẹo. Sao cô ấy không ăn trưa luôn hay mở tiệc luôn đi? Thôi kệ, cứ làm cho xong đã. Em xong rồi. Hả? Không đời nào, sao lại như thế được? Nhưng mình còn chưa giải xong nữa mà. Học chăm chỉ. Chỉ bằng học kiểu thông minh. Mình sẽ viết các số đầu lên trên và số thứ hai ở bên cạnh. Ok, 3 x 7 là 21. Vậy mình sẽ viết số đó vào góc này. Ok, tiếp theo 7 x 1. Quá đơn giản luôn, đẩy chứ gì nữa. Chuyển đáp án vào ô giữa. Rồi cuối cùng là 4 x 7. Tất nhiên bằng 28. Vào ô cuối nè. Số đầu tiên là 2. Rồi mình cộng 2 ô tiếp theo với nhau. Và có số 1 nè. Rồi tới các ô tiếp theo. 7 cộng với 2 là 9. Viết xuống đây nè. Và số cuối cùng là 8. Viết ở đây luôn. Đáp án đây rồi. 2198. Giải xong. Có thể biến một bộ đồ chán nòm thành trang phục hay ho không? Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè để mọi người cũng có thể biết những mẹo thời trang hay ho này nhé. Nhớ đăng ký kênh đấy. Bức tranh này cực xinh. Một chú ốc sên vui vẻ này. Và màu này cực kỳ hợp với chú ốc sên. Hả? Bút chì của mình bị sao vậy ta? Mòn hết mất rồi. Không dùng được nữa. Mấy cái bút khác cũng chẳng khá hơn. Mình phải gọi bút mới được. Nói chung cũng chưa tệ lắm. Mình có thể tô màu nốt cho ốc sên. Thêm một chút xíu nữa thôi. Mình sẽ gọt các bút khác. Mình sẽ cần tất cả luôn. Việc này vui thật đấy. Mình làm hoài không chán. Nữa, mình muốn nữa. Khoan, hình như mình gọt nhiệt tình quá. phải, cứ mải gọt không để ý. À, thôi thì đem đi đổ vậy. Từ từ, đừng làm đổ. Không đấy chứ, thật á? Ôi, cậu có định tham dự bữa tiệc không? Coi chừng. Không. À, cậu đã làm gì? Rơi đầy người tớ rồi. David. Úi, còn sót một chỗ. Thôi tớ đi đây. Không tin được là cậu lại vụng về thế. Tớ gọi lại sau nhé. Đến giờ ăn trưa rồi này. Lấy nước ngọt ra nữa. Chỗ nào cũng có vỏ bút chì. Hả? Trời đất quỷ thần ơi! Tớ đã xin lỗi rồi. Bỏ cái gọt bút xuống mau. Nghiêm túc đấy. Khoan đã. Tớ có một ý tưởng. Tớ cần một lon nước ngọt rỗng và máy khoan. Tớ cẩn thận khoan một lỗ xuyên qua nắp bật. Tiếp theo tớ sẽ cần một tờ giấy nhám. Sau đó tớ sẽ tháo nắp của lon ra. Giờ tớ cần súng bắn keo. Vậy chắc là đủ rồi. Tiếp theo tớ sẽ gắn đồ gọt bút vào đó. Sau đó thì đóng nắp trở lại lon nước ngọt. Đã đến lúc gọt bút chì rồi. Toàn bộ vỏ bảo sẽ rơi vào trong lon. Không bừa bãi nữa. Nhưng tặng cho cậu này. Thật à? Dễ thương quá. Cảm ơn David. Tớ còn nhiều bút chì phải gọt lắm. Giặt đồ cho sạch nào. May mà không có nhiều đồ bẩn lắm. Quần jean, quần yêu dấu của tôi. Mình thích cái quần này nhất luôn. Và thế thôi, hôm nay chỉ có vài món đồ à. Bật nút nè. Chắc lát nữa là xong rồi. Mình sẽ kiểm tra thời gian trên đồng hồ. Giờ thì ngồi đây và đợi này. Wow, học được quá trời này. Tớ đang chờ máy giặt xong đồ ấy mà. Xong rồi kìa. Tớ gọi lại sau nhá. Ok. Trần váy của mình này. Hả? Sao lại bị thế này cơ chứ? Nhỏ xíu sao mặc đây? Không. Không thể thế được. Mong là quần jeans vẫn bình an vô sự. Có vẻ nó không bị làm sao. Thôi, cứ mặc cho chắc ăn. Thôi nào, vào đi. Phải kéo mạnh lên mới được. Chịu đời luôn. Chắc chắn là nó cũng bị co lại rồi. Quần jean yêu dấu của tôi hỏng mất rồi. Làm sao đây trời. Bực hết cả mình. Mất hết cả tâm trạng. Cảm giác như nó phản bội mình ấy. Tại sao lại là cái quần tôi yêu thích nhất chứ? Khoan, biết đầu cách này lại hiệu quả. Mình sẽ xỏ ngược từ đầu ống quần. Kéo lên cả hai chân nha. Và rồi lộn ngược quần lên. Tuyệt, hiệu quả nè. Lừa được cái quần rồi. Bye bye váy bánh bèo. Chị không cần mày nữa đâu. Tuyệt, chiếc quần yêu thích lại sống thêm một ngày nữa rồi. Và trông đẹp không khác gì trước đây cả. Cuối cùng cũng có thể ra đường rồi. Có vẻ đúng địa chỉ này đấy. Chắc là giao hàng nhở. Hàng của quý khách đây ạ. Tuyệt, mình thích nhận hàng dã man. Hộp này từ Úc sao? Chỉ cần mở hộp ra thôi. Nào băng keo ơi, mở ra dùm cái. Không ăn thua. Quên mất, mình có kéo mà. Ok, mình sẽ cắt hết băng dính đi. Cắt hết các đường băng nè. Cuối cùng cũng mở được rồi. Thôi toang, mình nhỡ tay cắt vào áo khoác luôn mới đau. Không, nát tươm cả cái áo rồi. Sai lầm nghiêm trọng. Chà, nhưng mà mình cũng mới nghĩ ra cách này. Ok, để mặc lên vào tình trạng tệ đến đâu nào. Mình lại cần dùng đến kéo nữa rồi. Mình sẽ cắt ở đúng chỗ nhỡ tay cắt lúc nãy. Đó, cắt một vòng xung quanh luôn. Và giờ mình có thể dùng nửa dưới làm chân váy. Đóng cúc vào và không lo tuột nữa. Quá đẹp luôn. Vậy là mình có áo khoác lửng và chân váy rồi. Wow, trông ra gì và này nọ đấy. Phải chụp ảnh này cho nóng. Kiểu gì cũng được nhiều like lắm cho mà xem. Chuẩn, ảnh này trông cũng ổn áp nhất luôn này. Mong là cậu ấy thích. Chuẩn luôn, cậu ấy khen đẹp kìa. Tuyệt, cuối cùng cũng được thư giãn. Cả năm vất vả rồi mà. Ok, phải thay đồ bơi cái đã. Ôi không, bị dây bẩn hết mất tiêu. Chán, mình quên xử mất cái thanh kẹo trong đấy. Làm sao mà mặc đồ bơi này được nữa? Phải làm sao bây giờ? Khoan, có cách cứu vãn buổi chiều này rồi. Ok, mình sẽ cần miếng vải trên mũ này. Ok, tấm vải rộng thế này tha hồ mà tạo kiểu, tuyệt quá. Mình sẽ quấn quanh eo thế này. Tốt, gần giống một cái chân váy rồi, xinh ghê. Nhưng chưa xong đâu, mình luồn qua giữa hai chân, rồi nhét vào dưới nút lúc nãy đã buộc. Giờ thì cuộn đầu miếng vải lại một chút, và rồi dùng cuộn đó để buộc một nút giữa phía sau lưng. Đó, thế là chắc chắn lắm luôn. Ta-da, mình đã có bộ đồ bơi mới toanh rồi. Cuối cùng cũng được tận hưởng nắng đẹp. Và phải uống đủ nước nữa nhé. Wow, đồ bơi chất chơi người rơi nha. Đừng có nhìn người ta nữa, đi nhanh. Đùi đẹp mà, phải công nhận đấy. Bạn có muốn biến ống giấy vệ sinh thành một thứ gì đó đặc biệt không? Hãy đổ keo vào bát. Sau đó cho pom pom đầy màu sắc vào một bát khác. Phần này vui lắm này. Nhẹ nhàng ấn các quả bông vào ống giấy vệ sinh. Chỉ vậy thôi là xong rồi. Đẹp quá cơ. Và ta đã có hộp cắm bút chì cực xinh. Sẵn sàng đến trường chưa nhóc? Con chỉ cần soạn cặp thôi. Con sẽ cần sách này. Hay đấy. Và đây nữa. Ok. Đừng hại tôi. Ây và, con đang làm gì vậy? Con chỉ đùa một chút thôi mà bố. Thư giãn đi. Ok, chắc là đủ hết rồi đấy. Đi thôi. Hả? Ôi không, nhìn mà xem. Bố ơi, mình phải làm gì bây giờ? Ca này khó đây. Nhưng bố đang nghĩ ra cách rồi. Đến giờ vào lớp rồi. Thôi bố, con tự mang đồ được mà. Này, đợi bố với. Nhục như con trùng trục. Cứ giả vờ là con với bố không quen biết nhau đi. Này, bọn nhóc nổi tiếng ở đâu vậy? Biết đâu bố có thể đi chơi với chúng. Không, không được vào. Đây là toilet nữ. Úi, suýt thì không biết giấu mặt vào đâu. Bố sẽ chờ ngoài này. Bố đi chưa? Biết ngay sẽ được mà. Cuối cùng cũng được tự do. Nhưng mình vẫn phải cảnh giác. Có vẻ ổn áp. Sẵn sàng vào lớp chưa? Bố thích khoa học. Đừng làm thế mà. Tuyệt vời ông mặt trời. Cảm giác như thấy mình hồi còn trẻ vậy. Còn chép bài tới đâu rồi? Con ổn ạ. Đáp án bị sai kìa. Bố, con biết rồi. Khó chịu với bố cơ. Ôi giời, thôi đi bố. Mệt muốn xỉu. Không tin nổi bố lại làm thế giúp mình. Căng thẳng dã man. Ít ra mình còn có Pop-It. Khoan đã, mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ phun keo quanh rìa của miếng Pop-It. Thế này này, cứ thong thả thôi. Giờ mình cần khóa kéo. Mình sẽ nhấn khóa kéo vào keo. Giờ mình cần thêm một Pop-It. Sau đó mình sẽ phun keo vào giữa. Sau đó mình dán một chú bướm lên. Bố muốn xem ba lô mới của con không? Wow, đẹp quá đi. Rất sặc sỡ đấy. Cho sách giáo khoa vào đây này. Ba lô này vừa đẹp vừa chắc chắn. Con yêu đi học vui vẻ nhé. Con cảm ơn, gặp bố sao ạ? Mọi người ơi, xem đây này. Túi đẹp quá Ava. Oh yeah, đã tay quá. Đây là cái cặp đẹp nhất quả đất. Thì thoảng, chúng ta chỉ cần một chút màu sắc là đã có thể biến những món đồ chán ỏm thành xịn sò rồi. Và điều đó cũng giúp nó tăng giá trị đấy. Các bạn hiểu không nào? Thêm tiền đó bà con. Phù, sẵn sàng rồi. Mấy cái này sẽ giúp mình giàu to. Nè, xem mấy món hàng mới đi. Đôi giày này hay ho nhỉ. Mình phải mua mới được. Tụi bạn mình sẽ ghen tị lắm đây. Vừa như in luôn nhá. Tuyệt quá à. Cảm ơn cậu. Tớ đi đây. Ok, để coi nào. Có ai đó đang giàu to kìa. Xin chào cả nhà. hôm nay sẽ tuyệt lắm đây. Mong là mọi thứ sẽ tuyệt y như bộ đồ này của mình. Wow, bình tĩnh, bình tĩnh. Cỡ, đợi chút. Ôi không, mình té rồi. Ôi không. Úp, xin lỗi, cậu ổn không vậy? Tớ không nhìn thấy cậu ấy. Bình thường tớ trượt cũng giỏi lắm. Giày của tụi mình nhìn cưng nhỉ. Sao mà tớ có thể giận một người yêu màu hường chứ? Cảm ơn cậu nhé. Ôi, ván hồng kìa. Ok, mình sẽ mua luôn. Tới liền đây. Tớ mua được không? Ngon lành, cảm ơn. Của mình rồi đó. Nhưng mình muốn sửa một chút. Hiểu không nào? Tớ sẽ gắn bánh xe vào đế của đôi dép này. Vậy là có giày trượt rồi đấy. Nhưng làm cái quai thoải mái hơn tí nhé. Ai lại không thích lông hồng được chứ? Và chút kim tuyến nữa mới cưng này. Ồ, quá trời xinh rồi. Nhưng làm cũng hơi lâu một tẹo. Đấy, tăng tốc cho nhanh một tí nào. Và như vậy là xong rồi. Cũng xinh phết nhỉ bạn. Giờ chỉ cần cẩn thận để không ngã thôi. Nhưng chắc chắn sẽ ổn đấy mà. Chuẩn bị, sẵn sàng, lướt. Làm thôi. Đấy, trông vui nhỉ. Bạn bè trượt cùng nhau sẽ thân nhau mãi. Wow, mình mê cái quần này quá. Oh, là Kevin. Cậu ấy muốn đi chơi ngoài công viên. Bộ đồ này chuẩn đét rồi. Mong là cậu ấy cũng thích. Mình đi đây. Hồi hộp quá à. Hôm nay sẽ tuyệt lắm cho coi. Và bắt đầu một chuyến đi vui vẻ nào. Oh, xin chào bé chim cute. Chúc em một ngày vui vẻ. Ồ, oh. Oopsie. Ôi không, em làm gì thế? Bye. Không thể tin nổi. Kevin kìa. Mình không muốn cậu ấy thấy mình như vậy. Oh, chờ chút đã. Cái gì đây? Có thằng nhóc chảy sô-cô-la lên áo tớ. Trời đất. Nhưng tớ có thể sửa được đó nha. Hả? Sao được? Cứ để tớ trổ tài cho xem. Đầu tiên tớ cần chút son nâu. Rồi dặm dặm bằng mút nè. Vậy là có một cái vòng tròn nhé. Thêm màu lên bàn chải này. Và dùng nó để tán phần rìa ra. Như vậy trông sẽ đỡ ghê hơn. Cứ phết phết ra ngoài thật nhẹ nhàng nhé. Đấy, trông hơi bị được luôn. Và khi đã xong thì dùng màu nâu nhạt hơn xíu dặm lên. Như vậy là có độ tương phản rồi. Tiếp theo là dùng bông tăm để chấm mực đen. Ở đây này. Cậu đã hiểu tớ đang làm gì chưa? Đừng quên cái miệng xinh nhé. Cậu ấy sẽ cưng xỉu hơn nữa với một cặp kính bự. Ồ, vậy tuyệt hơn nhiều nhé. Và giờ mình sẽ cho em ấy một cái mũ đỏ hài hước. Sẽ cần một chút thời gian để tô hết cái mũ ý. Ok, sắp xong rồi này. Đừng quên mấy cái góc nhé. Và bạn có thể dùng màu đỏ đậm để vẽ cái viền. Và vẽ sọc cũng được luôn đó nha. Một thông điệp cute nữa là xong luôn. Ta-da! Wow, đỉnh của chóp. Ai mà ngờ nó vừa là một vết ố cơ chứ. Ok, tớ đi nhé. Bye. Chào nhé bé gấu. Này. Ăn nữa không em ơi? Nhắm. Của em nè, làm tốt lắm. Cảm ơn chị. Đập tay nào. Màu vàng sẽ xinh hơn nhỉ? Hay là hồng? Vàng được hơn này. Tiếng gì vậy má ơi? Ôi không, mẹ về nhà rồi hả? Mình phải giấu đồ đi tiệc mới được. Mẹ sẽ không biết là mình đã đi đâu. Mọi thứ trông có vẻ ổn áp rồi đó. Mickey ngủ rồi sao? Wow, con bé ngủ say quá. Ngủ ngon nha thiên thần nhỏ. Mình cũng nên lên giường thôi. Không ngờ lại hiệu quả luôn á. Mình sẽ lẻn ra khỏi đây. Đừng ngã nha, đừng ngã nha. Cứ. Wow, dính bẩn xíu chắc không sao đâu. Chỗ này đỉnh quá à. Nhưng đồ ngủ thì không. May mà mình biết sửa sang một chút. Mọi người tưởng tớ sẽ mặc đồ ngủ và club à. Tớ sẽ cởi tay áo ra và quấn tay áo quanh như vậy. Nhìn có chất chơi không nè. Ai mà ngờ được đây là đồ ngủ chứ. Chả, giờ chỉ còn một bước nữa thôi. Chuẩn, mình sẽ nhảy cả ngày luôn. Tránh đường coi mấy chế. Anh DJ này cháy quá. Oh yeah, trượt qua bên này nào. Oh, xin lỗi Mickey, là con hả? Chắc tại con cũng giống mẹ thôi mà. Khoan, mẹ cũng biết vài điệu đó nha. Oh, dạ, chắc thế. Đêm hôm nay chắc chắn sẽ đáng nhớ lắm đây. Hôm nay đi học chắc sẽ vui lắm này. Ôi giời, có cách rồi. Đã đến giờ lên đồ. Để coi nào. Hôm nay mình thích màu xanh hay đỏ nhỉ? Tuyệt. Nè. Cái này này. Sao đồ của mình cái nào cũng bị cún gặm vậy? Có cái gì được không ta? Không biết mình mặc cái này trông ra sao nhỉ? Hải đó. Nhưng không. Kìa, mình còn mỗi cái này thôi sao? Wow, màu này cũng ổn đó nha. Lấy luôn. Lỗ chỗ một tí cũng sang nhỉ. Tuyệt. Màu này có tôn da không ta? Mình thích nó lắm. Ý. Đấy. Wow, sang quá đi mất. Ha, giờ đi thôi. Nào, Mandy đi thôi. Sao bừa thế này hả? Vì thời trang cả đây bố ơi. Có lốc trong này hả con? Đồ của con xinh mà. Khoan, sao con không mặc cái này đi? Khoan, mặc áo của bố à? Cầm lấy. Sẽ không đẹp đâu bố ơi. Con cứ thử đi nhé. Dạ vâng, vừa nhĩ in ý. Xin lỗi nhá. Cảm ơn bố ạ. Áo gì đâu mà xấu ỏi. Mà nghĩ lại thì biến nó thành cái gì đó cute nha. Sửa lại tay áo một chút nào. Y như áo mới luôn nhé. Giờ mặc vào xem có được không nào. Wow, ngầu quá trời luôn. Cậu mua áo ở đâu mà xinh thế? Wow. Chả, nhìn độc lạ thật đó. Phải không mọi người? Khoan đã, đến nơi rồi thì phải. Vào đi bé. Chúc vui nhà các em. Hả? Chỉ được mặc váy á? Chắc có mỗi tớ được vào thôi nhỉ. Cậu bỏ tớ ở đây hả? Chào nhá. Xin chào, hôm nay tôi đi một mình. Sẵn sàng quẩy rồi nè. Cho tôi vào nhé. Không mặc váy, không được quẩy. Thế còn bây giờ? Đừng mơ mà mua chuộc tôi. Gì? Được rồi, được rồi. Này. Đã bảo là không mua chuộc được mà. Biết rồi. Hay là chúng ta trao đổi một chút nhé. Chả, chắc ổn đó nha. Cứ lấy vàng giá tiếp đi. Vậy là chốt đơn được rồi. Đưa đây cho chế nào. Chúng ta thay đổi nó một tí nhé. Đóng nút này ở quanh eo này. Và cứ thế mà đóng cúc tiếp xuống dưới. Khi đã xong thì lấy tay áo buộc quanh lưng. Thắt nơ là xinh rồi đó. Đấy, có cute hột me không nào? Trông đúng là bá cháy. Nhưng còn một bữa nữa nha. Ok, cởi cái này ra nào bà con. Trông chả hợp một tẹo nào. Nhưng nhớ giữ lại đôi tất nhé. Và mình sẽ đi giày cao gót. Thế là có một bộ đồ cực chất rồi. Giờ quẩy thật nhiệt đê. Chả, thấy sao nào? Cái áo chán ỏm của anh đó. Chào nhá. Ấn tượng đấy. Và mình cũng được một mớ tiền. Oh yeah. Wow, chỗ này đông vui quá à, suýt nữa là mình không được vào rồi. Cái áo này hay thế, xinh quá gái ơi. Tớ chưa thấy cái váy nào như vậy cả. Ủa, cảm ơn cậu, giờ nhảy nhé. Chúc vui nha cả nhà. Woohoo! Dã man, chỗ này bánh cuốn quá. Nhưng mà thầy, để giữ lại cũng được hả? Bài của em đây. Cậu có biết vụ này không? Biết chết liền, hay tụi mình giả bộ bị đau tim nhỉ? Bắt đầu làm đi các em. Làm thế nào chứ? Mà thầy có ý này nè. Dạ thưa thầy, cho em đi hái hoa xíu ạ. Được chứ, em cứ đi đi. Em cảm ơn ạ. Tuyệt. Nếu như mình nói, thôi vậy. Chào bé xinh. Giờ bắt tay vào thực hiện kế hoạch nào. Thêm chút ở đây nè. Và chấm bên này nữa. Hoàn hảo, nhớ trang trí cái trà nữa nha. Cô tê hột mệt quá đi. Giờ thì tán ra này. Màu này cứ bị xinh ấy. Ok, sao nữa ta? Đây rồi, dùng khăn của mình nè. Thấm nước nóng vào. Giờ chỉ cần dặm lên trán là được. Ồ, trong này nóng như lò lửa. Như vậy chắc là ok rồi. Ôi, mệt mỏi quá đi mất. Thầy ơi, sức lực của em đang cạn dần ạ. Alo, thầy ơi. Chào cả nhà, em đi đây. Chuyện gì thế? Ôi, em bị sốt cao quá. Em lên phòng y tế đây ạ. Chào nhỉ. Quá kìa, không công bằng tí nào. Nhưng cũng thông minh phết, boy cậu. Thầy ơi, em cũng ho sù sù này. Wow. Giấy tờ lộn xộn tùm lum thế này, không vui thế nào đâu nha. Trời ơi, còn chưa đủ tệ hay sao? Đủ rồi, mình phải giải quyết vấn đề này. Lại đây dập ghim. Hả? Sao không được vậy nè? Hết ghim mất rồi. Tất nhiên là hết rồi. Ủa mà khoan đã, mình nghĩ ra cách xử lý đống giấy này rồi. Ok, chồng giấy được xếp gọn gàng rồi. Dùng dao dọc giấy thần thánh nào. Mình sẽ cắt hai đường, đây và đây. Và gấp lại ở đây rồi nhét đầu này vào đường cắt kia. Được rồi nè. Giấy đính chặt vào nhau mà không cần ghim nhé. Không phải lo giấy lộn xộn nữa. Cũng không hề bị tách ra nhé. Vào lớp thôi. Ok, mình sẽ cất hết đồ đạc vào trong hộp tủ. Em kia, mau lại đây, cô nói chuyện. Ôi giời ạ, khoan, mình phải giữ lại điện thoại chứ. Điện thoại. Không. Có tớ đây. Điểm không thể nào thấp hơn. Mình phải làm gì đó thôi. Nút dùng thực sự có hiệu quả này. Giờ mình bắt đầu giải quyết tất cả các vấn đề. Đầu tiên, bài kiểm tra. F à? Không. Phải là điểm A cộng mới đúng. Mình cũng có thể giúp cô trang điểm một chút xíu. Cô giáo có ria mép kìa, hải dã man. Tiếp theo mình cần đối phó với anh chàng dai dẳng này. Cô bạn này tốt bụng ghê, cô đỡ điện thoại của mình sẽ kê đệm cho cậu ấy. Đến chiếc điện thoại này. Wow, lơ lửng ảo tung chảo luôn đấy nha. Nhưng mình sẽ cần điện thoại về tay an toàn. Mình có chiếc lược tóc nhỏ ở đây, trông nó khá giống lò xo. Mình sẽ cắt phần đầu này ra. Được rồi, mình sẽ dùng nó trang trí cho điện thoại. Nhỏ một chút keo lên ốp lưng này. Sau đó mình dán thêm nhiều cục vào. Lò xo khắp mọi nơi. Tuyệt, nhìn hay ho lắm luôn. Ok, khởi động thời gian nào. Điểm chắc thế này à? Khoan, đây là điểm A cộng mà. Ôi, chắc cô nhầm với bạn khác. Úi. Xương sẩu, quá xương sẩu. Ồ, đệm ở đâu ra vậy? Ồ phải, điện thoại. Đây rồi này. Đỉnh, điện thoại không hề hấn gì. Tớ làm rơi vào nó này, trở lại luôn tay tớ này. Bồ ơi. Video này đỉnh của chóp luôn. Các em, nghe đây. Đến giờ làm bài kiểm tra rồi. Đúng vậy, giờ tất cả các bạn lấy sẵn điện thoại ra và bỏ vào trong hộp. Em biết phải làm gì mà. Bỏ điện thoại vào đây. Tốt lắm. Tiếp theo là em. Đặt điện thoại vào hộp đi nào. Vâng ạ, điện thoại em đây. Thầy biết em còn giấu điện thoại đấy nhé. Tiếp tục đi. Tiếp tục. Em biết rồi ạ. Trời, thầy đợi một xíu đi ạ. Xong rồi hả? Tốt lắm, cảm ơn nhóc đã hợp tác nhé. Tiếp theo, mau bỏ điện thoại và các thiết bị em có vào trong hộp. Trời, không có điện thoại thì sao mà làm được bài kiểm tra? Bài này mà không qua là mình trượt môn này luôn. Chẳng những thế, kiểu gì mẹ cũng nổi trận lôi đình. Mẹ rất ghét khi mình bị điểm kém, lúc nào cũng mắng mình. Phải làm gì bây giờ? Mình không muốn trượt bài kiểm tra. Mình đã nghĩ ra một ý tưởng hay. Đây chính là giải pháp này. Mình chỉ cần cắt vài hàng khỏi pop-it lớn này. Sau đó mình sẽ dùng bút bi đánh số lớn lên các bong bóng. Tiếp theo mình sẽ lấy một cuốn sổ nhỏ. Đó, mình đã thay bìa của cuốn sổ thành tấm pop-it này rồi. Hay quá, và là từ giờ mình có thể dùng pop-it làm máy tính nhỏ. Mình có thể tính toán nhanh hơn nhiều nhờ nó. Được rồi, hết giờ rồi. Các em nộp bài cho thầy nhé. Để thầy xem qua bài của em đã. Ôi trời đất ơi, bài kiểm tra này em làm đúng hết luôn. A cộng mà. Tuyệt, mẹ em sẽ tự hào nở mũi cho coi. Háo hức quá, không biết bao giờ cậu ấy mới đến lớp. Yay, nhắc Tào Tháo đến luôn. Hello. Cậu vào trong rồi nhé. Thấy nệm xì hơi của tớ sao? Hài hước quá đi. Tay chơi khăm thứ thiệt. Kiểu gì mình cũng phải chơi khăm lại cậu ấy một cú thật to. Xem nào, mình có gì để dùng được không ta? Mình có bạc hà viên. Mình sẽ tháo phần nắp này ra. Giờ mình sẽ lấy một chiếc gọt bút. Nhét vừa khít luôn này. Đóng nắp lại như cũ nhé. Vậy là xong. Tiếp theo mình cần que kem bằng gỗ. Bạn đã đoán được là gì chưa? Mình cần một cục tẩy ở đầu. Mình chỉ cần một chút vải để hoàn thiện tác phẩm này. Mình sẽ quấn vải xung quanh phần nhựa trong suốt. Tuyệt. Tiếp theo là màu vàng với hình dạng vui nhộn. Mình sẽ quấn miếng vải này xung quanh phần đầu. Chính là cục tẩy đó. May mà mình đã tự đo từ trước nên vừa như in này. Và dán thêm đôi mắt to tròn. Cuối cùng là nụ cười dễ thương cho khuôn mặt hồn nhiên. Và tất nhiên không thể quên cốm rác rồi. Nhìn này, vừa xinh vừa hữu ích nhé. Mình có thể gọt bút chì. Được đấy, nhọn hoắt rồi này. Đã đến lúc triển khai trò đùa thế kỷ. Hả? Cậu ấy đang làm gì vậy ta? Hình như đang ăn. Này! Wow! Cho tớ đi, cậu biết tớ thích ăn kem lắm mà. Trả thù được cậu rồi, thật chừa cái tội đùa dai. Răng cậu. Thế mà tớ cứ tưởng là thật. Đập tay nào. Đỉnh lắm. Việc này có cần thiết không vậy? Em thề là em không có gì cả, thật luôn. Nói dối đủ rồi đấy. Thôi thế là sao? Chắc chắn là mình sẽ rớt rồi. Giờ thì vào đi. Chà, hôm nay có một khởi đầu khó khăn ghê. Nhưng cô quên kiểm tra một chỗ. Còn non và xanh lắm. Nhìn con mình kìa. Lớn quá rồi. Ước gì những đứa trẻ này đều giống nó. Kêu em đi mà. Em làm được. Làm ơn đi. Con thì sao Brian? Con trai, lên đi. Không phải chứ. Cậu luôn kêu Brian thôi. Được rồi mẹ, con đây. Không biết là mình có giải được không đây. 3 lần 2 là 6. Nên mình nghĩ đáp án là nắm. Chắc vậy rồi chứ còn gì nữa. Không phải đâu. Thật sao? Thêm cho 1 vào nữa đi. Hiểu rồi. Xong. Thằng con thông minh dễ thương của mình. Ký lên bài kiểm tra của tớ nhé. Cảm ơn nhiều. Không tin là tớ làm vậy luôn. Không sao đâu, cứ thế phát huy nhé. Giờ mẹ sẽ trao vương miện vua của trường cho con. Đẹp quá. Vừa là giáo viên vừa là mẹ đúng là hiệu quả thật đấy. Các trò nên tập trung làm bài đi. Ơn trời, mình đã học bài rồi. Sao mình lại thức để chơi game chứ? Bình tĩnh mà Juno. Này, cứu tớ với bạn yêu ơi. Thôi được. Câu 1 là 250. Câu 2 là 65. Mình đang nghe tiếng thì thầm à? Những đứa trẻ gian lận này. Làm gì chúng có thể qua mặt mình vậy? Mình phải làm theo cách khác. Lần này không cần nói năng gì hết. Nghiêm túc đi, nếu không cả hai em đều rớt đấy. Tệ thật. Đợi chút đã. Giải pháp ở ngay trước mắt này. Nhìn tay tớ nhé. Những vị trí khác nhau là những đáp án khác nhau. Tớ hiểu rồi. Được rồi, câu 1 là gì? À, còn câu 2? Có chuyện gì ở đó vậy? Em chỉ cảm thụ âm nhạc thôi mà. Được rồi, thầy có thể chấp nhận loại nhạc đó. Đặt tay nào. Chà, ghi chép kỹ đây. Việt quất. Ryan, đống kẹo đó là sao? Ra khỏi lớp ngay. Hết vui rồi. Kinh quá. Gì chứ? Thích đánh giá nhỉ. Hai cái ba lô này có gì khác nhau không cơ chứ? Gặp cậu sau. Phải ghé qua tủ đựng đồ chút xíu. Không có ai nhìn đúng không? Chỉ cần một thứ thôi. Ôi không. Betty, không có gì đâu mà nhìn. Đừng nhìn nữa, được chứ? Betty, cậu cũng là người giấu rác sao? Thấy cái này không? Sao không khiến nó trở nên hữu ích? Nam châm có tác dụng kỳ diệu, thấy chưa nào? Cậu có thể đựng rất nhiều thứ. Và giờ mọi thứ đã ngăn nắp. Cảm ơn nhé, Brian. Đi thôi. Mình không thích cặp kim đan len này chút nào. Nhưng ngồi cạnh cháu cưng thế này cũng thật vui. Ôi trời ơi, gì thế này? Xong rồi, đẹp ghê đó. Bé ơi, bé con ơi, bà có áo xinh cho con này. Hả? Ôi bà đan áo len cho con ấy ạ? Con cảm ơn, của con nè. Wow, nặng phết ạ. Chà, con có thích không nào? Con cảm ơn, dạ cũng đẹp lắm ạ. Nếu mình mặc đến trường, tụi bạn sẽ cười mình thối mũi. Vậy thì mất hết cả uy tín. Ha, cậu mặc bao tải đấy à? Gớm, trông như hầm. Thôi đi, mình không muốn thế đâu, bà ơi. Ôi, bà ngủ mất rồi. Mình phải làm gì với cái áo len này đây? Mà chờ đã, mình có cách hay này. Thủ thuật quần áo cực chất đến đây cả nhà ơi. Mình chắc chắn sẽ làm cho chiếc áo len này hợp với mình. Mình sẽ biến áo len này thành áo hở vai. Được rồi, trông ổn phết đấy. Nhưng giờ vẫn phải xử lý hai cái tay áo nữa. Nè, mình sẽ quấn quanh eo như là thắt lưng. Buộc một hình vuông nhỏ nè. Rồi mình nhét đầu còn lại vào để không ai nhìn thấy. Và xong, từ áo len quá khổ thành váy len sành điệu này. Ồ, bà của mình đáng yêu xỉu. Mình phải hết sức nhẹ nhàng để không đánh thức bà. Bà thương mình quá trời luôn. Giờ xem ai dám cười mình nào. Wow, váy của cậu đẹp dã man. Cảm ơn nha, bà tớ làm cho đấy. Wow, đến lúc quẩy tới nóc rồi. Chào đằng ấy, tớ có quà sinh nhật cho cậu nè. Ôi trời ơi, cảm ơn cậu nhiều. Không có gì, măm măm nào. Có quà thích thật đấy, tớ chờ cả năm rồi ý. Không biết có gì nhở. Tò mò thật đấy. Wow, cái gì vậy? Đúng là không có gu thẩm mỹ tí nào. Ê, cậu có thích không? Này là chân váy phải không? Nó dài lắm luôn ý. Thật ra là quần đấy. Tớ thích màu này lắm. Mà ơi, sao lại tặng cái quần xấu như vậy chứ? Khoan, đừng buồn. Chúng ta sửa được mà gái. Hả? Được đấy, thử xem nào. Được rồi, đã đến lúc cứu vãn thảm họa sinh nhật này rồi. Đây là quần ống rộng thùng thình tớ được tặng, và giờ tớ sẽ cẩn kéo cho bước tiếp theo. Cắt một ống đi nè. Tốt, giờ thì cởi nó ra. Không còn là quần nữa rồi. Lồng qua đầu nè. Và ống quần này trở thành tay áo. Đó, quần thảm họa trở thành áo xinh nè. Cả nhà ơi, tớ nè. Lồng lộn đó nha. Tớ không biết cái quần đó hóa ra lại là áo. Đúng là con trai. Chuyến này đi không vui không về nha. Tớ thèm phơi nắng lắm rồi. Tớ mạnh tay mua hẳn ghế hạng nhất đã. Gặp cậu sau nhá. Đóng gói đồ nốt cho xong nào. Lấy tất cả luôn nè. Mang mũ che nắng nữa. Không mang giày cao gót được. No. Đi biển thì phải có dép mới chuẩn chỉnh chứ. Hình như mình có một đôi. Có chuột. Nó cắn nát bét đôi dép của tôi rồi. Trả lại cho tao ngay con chuột kia. Tao bảo đưa đây mà. Đi ngay, biến khỏi nhà tao. Tốt, nó chạy rồi. Ủa mà khoan đã. Mình có ý này cực hay luôn. Mình có đôi ủng cũ này. Mình sẽ cắt phần mũi đi. Được rồi nè. Nháy mắt là xong. Và mình sẽ cắt một đường ở đây nữa. Xong. Trông đẹp phết này. Và thế là tớ có một đôi dép mới toanh. Vừa in. Lại đây mà cắn này đồ chuột xấu xa. Và đi biển luôn. Nhanh nào cặp ơi, đi theo chị nào. Mình nóng quá, làm rơi đồ tùm lum lên này. Cay quái. Ôi trời ơi, sao cái cặp đó lơ lửng thế kia. Làm tốt lắm, tốc độ rất ổn định đó. Ăn bim bim này. Mình không thích loại này lắm. Ao ơi, gì vậy ma? Hay là mình ăn táo, có vẻ hôm nay mình thèm trái cây. Quả này bở và nhiều bột quá. Ao ơi, lại nữa. Gì vậy trời, tớ ngồi ngay đây mà. Khát nước kìa, tuyệt lắm. Mình uống hết nước rồi còn đâu. Lần này tớ bắt được rác rồi. Wow, cặp của cậu xinh quá gái ơi. Nhìn qua là thấy đẹp hơn cặp của tớ rồi. Cậu không phiền chứ? Chúng mình selfie cùng chiếc cặp được không? Ồ được chứ, chụp ảnh nào. Wow, em học sinh kia có chiếc cặp dễ thương quá kìa. Mình cũng phải vào chụp chung với các em ấy mới được. Chiếc cặp này hoàn hảo để đến trường. Làm tốt lắm. Sao lại có chuyện vô lý như thế chứ? Mà chờ một chút. Nhìn chai nhựa này mình lại nảy ra một ý. Đã đến lúc khéo tay hay làm rồi này. Tớ đã chuẩn bị khóa kéo. Và tất nhiên cả chai nhựa này nữa. Tớ sẽ quấn khóa kéo quanh chai nước như thế này. Tớ sẽ mở khóa. Sau đó dùng dao cắt chai ở khe hở. Ta-da! Tớ đã làm được một hộp đựng nhỏ bằng chai nước này. Sau đó tớ sơn bạc lên và dán hình ngọn lửa ở đuôi. Tên lửa này. Tớ sẽ mở nắp và nhét cuộn giấy vào trong để tạo sự ổn định. Giờ thì bỏ bút bi và bút chì vào trong thôi. Không thể quên xì nách đâu. Vài thanh kẹo chống đói nữa này. Tớ sẽ kéo khóa đóng hộp lại. Vậy là xong rồi. Đi khoe tên lửa đầy xịn xó với cả trường nào. Ba lô của mình nhìn còn ngầu hơn. Và tất nhiên mình có thể ăn vặt mỗi khi mình muốn. Tên lửa nhỏ nhắn của mình vừa xinh lại vừa hữu ích. Tớ cũng rất chi là thích. Wow, xin lỗi, tớ phải đi rồi. Này, cho tớ xem ba lô được không? Tên lửa đang phóng đi à? Wow, không đời nào, có kẹo ăn à? Ngon đấy. Ôi trời, chuyện này ngoài tưởng tượng của mình. Không thích tí nào. Không, quá đủ rồi. Tránh xa tớ ra. Gì vậy trời? Tạm biệt các cậu nhé. Ôi giời, mà cậu ấy đi đâu cơ chứ? Vào vũ trụ. Wow, đó chắc chắn là chiếc ba lô đỉnh nhất quả đất rồi. Thì của tớ cũng làm được như thế. Ba lô, hãy phóng ra không gian. Ở trên này thật yên bình và tĩnh lặng. Thích quá. Đỡ mỏi rồi. Giờ thì chấm điểm tiếp thôi nào. Bài này được A cộng. Bài này thì trượt chắc luôn. Nhiều cô cậu học sinh chẳng biết một cái gì cả. phủ, quá trời là bài luôn. Đã muộn thế rồi cơ, mình phải cố chấm điểm cho xong để còn về nghỉ ngơi. Chỉ còn vài bài nữa thôi. Ôi, mẹ ơi, đúng là giấc mơ khủng khiếp. Ôi không, mình chết đầy mực lên trán mất rồi. Giờ mình phải tẩy sạch đống mực này. Mong là dùng cục tẩy này sẽ hiệu quả. Mà chờ một chút, mình có thể làm gì đó với chiếc nhẫn này. Mình sẽ phun một chút keo nóng lên nhẫn rồi gắn cục tẩy tròn lên. Tiếp theo, mình sẽ viết một chữ cái lên đây, tất nhiên là chữ cái S. Đó, mỗi tay mình có một điểm, điểm qua môn và điểm trượt môn. Cũng hữu ích đấy chứ. Tiếp tục chấm điểm cho xong nào. Để mình kiểm tra câu trả lời của bài này xem sao. Đóng dấu bằng nhẫn A này. Bài này được F thôi. Bài này sẽ được A. Phải xem xét bài này kỹ hơn mới được. Ấn tượng đấy, lại điểm A này. Và bài cuối cùng rồi. Chấm nhanh thoăn thoắt luôn đấy. Mình đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Đi về nhà thôi. Yeah, may quá chúng mình vào lớp đúng giờ rồi. Này, hai em, không nói chuyện nữa. Tới giờ làm bài kiểm tra rồi. Đúng rồi, bài kiểm tra. May mà chúng mình đã chuẩn bị. Hay lắm, tôi cũng có một tờ phao nhỏ xíu này. Chắc chắn tụi mình sẽ đạt điểm cao. Này, hai đứa đang tủm tỉm cái gì thế? Rất chi là khả nghi. Mình sẽ quét khu vực để tìm phao. Không lệch vào đâu được. Đứa nào cũng có phao. Cảnh báo, tuyệt đối không được gian lận trong bài thi. Này, hai em tưởng có thể gian lận mà thầy không biết à? Cả một tập giấy phao ngay trên bàn thế này sao? Em nghĩ có thể đầu xuôi đuôi lọt với cả đống phao thế này á? Nhưng thầy đã bắt được. Cả em nữa. Để thầy kiểm tra xem nào. Em có gì trong cái cốc này đấy hả? Cà phê hả? Này, chờ chút. Em giấu gì ở dưới này vậy? Sao mà chép được tờ phao bé tí này? Cũng giỏi thật đấy. Nhưng vẫn là gian lận. Các em không thoát được chuyện này đâu. Không, tớ không muốn trượt bài này đâu. Mà chờ một chút, tớ đã nghĩ ra một ý hay. Quên xử mất là tớ còn giấu phao ở giữa các ngón tay nữa. Ôi trời, phải làm gì bây giờ chứ? Ủa, dính gì vậy ta? Eo ơi, bã kẹo. Nhưng mà được đấy. Mình sẽ chép phao trên một tờ giấy hình đế dày và dán vào. Vậy là xong, chắc chắn rồi đấy. Và giờ đã có mọi đáp án cần thiết cho bài kiểm tra. Hai đứa đang làm gì thế hả? Không có gì ạ. Nóng quá nên em quạt một xíu cho mát. Còn cậu ấy đang tập yoga. Được rồi. Thế thì vô tư đi. Làm bài tốt nhé. Vậy là chúng mình làm bài rất mượt. Wow, chỗ này đỉnh quá đi. Bắt đầu tuần mới như vậy mới thích chứ nhở? Anh có nghĩ như em đang nghĩ không? Tới luôn đi, cứ để anh. Ok. Xin chào ông anh. Hai cái bánh phô mai nhỏ xinh nhé. Cả thẻ luôn cho nóng. Ở đây không chấp nhận cả thẻ ạ. Thế còn cái này? Được nha, cảm ơn. Món tráng miệng nè. Anh lấy vị em thích đó nha. Grace hả? Chào anh. Anh làm cái gì đó? Nhầm mất rồi. Chà, đã lỡ rồi thì... Sao Jack lại dám đá mình cơ chứ? Tức cái nách ghê. Không thể chịu nổi. Mình phải nổi hơn cô ta. Yep, tiếp đi má. Cắt hết luôn. Giờ thì hô biến thôi bà con. Thắt 2 lần để cố định nhá. Sau đó nhét cổ vào thế này. Và kéo phần vai xuống nhé. Nhét ống tay vào nếu nó dài quá. Sơ áo của mình đã cù tè hết biết rồi. Như là fashionista vậy á. Jack à? Vẫn bận bịu đấy nhỉ. Chỉ cần ngồi chờ cho ảnh nhìn thấy thôi. Grace à? Có phải định ngáp ruồi hả anh? Khoan, còn em thì sao? Ghét quần áo của mình quá. Chắc mình cũng làm được nhỉ. Wow, Lúc nào em cũng sang vậy hết à anh? Em có muốn uống cà phê không anh Bao? Lại ăn nữa hả Madison? Tớ mới chạy 8 cây đấy. Khát quá. Này, không còn giòn nào nữa hả? Mình sẽ đổ thêm vào đây. Hãy kiểm chứng kỹ năng đổ nước phi thường của tớ đi. Phải vào chai chứ. Thôi nào, tập trung. Giờ thì nhìn rõ hơn rồi. Và đổ. À, đổ hết ra ngoài mà chẳng được tí nào vào chai. Bực thật. Thế này còn chẳng đủ một ngụm. Mình không muốn chết khát ở đây đâu. Này, cho tớ mượn đũa tí. Thứ này là câu trả lời cho lời cầu nguyện cơn khát của mình. Chỉ cần đổ nước vào qua đũa vào chai và nước sẽ vào trong ngay. Mẹo hay chứ hả? Wow, cậu học đâu trò này đấy? Xem tớ làm được không này. Tớ sẽ đổ nước cam vào đây. Được này. Cứ như nước dính vào cái đũa ý. Giờ cho nước vào chai thật là dễ dàng. Mình muốn gọt bút chì thật sắc để viết cho đã. Ồ, sao ngứa mũi thế này? Này cho tớ. Ôi thôi chết. Tớ xin lỗi nhiều nhé. Quá trời vỏ bút chì. Tội nghiệp cậu ấy. Ôi kìa, cái kia chắc dùng được đó. Đúng, đây chính là giải pháp của mình. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Được rồi, có sẵn hộp Tic Tac rồi. Lấy hết kẹo ra và bỏ nắp ra luôn nè. Gói bút chì nhét vừa như in vào đây. Đóng nắp vào lại hộp nhé. Và giờ mình có thể gọt mà không bị bừa bộn. Có an toàn không để tớ hỏi cậu bài này? Có chứ, tớ nghĩ ra cách này nè. Đó. Wow, cậu thông minh thật đấy. Ngon quá bà con ơi. Ước gì mình có thể ăn sô-cô-la thay cơm nhở. Làm sao mà quên món kem được nhở. Ôi trời, cậu ăn hơi bị nhiều quà vặt rồi đấy nhé. Cậu nghĩ gì vậy gái? Mấy thứ này toàn đường là đường thôi. Cứ ăn như thế thì thể nào cậu cũng biến thành chưa bắt giới cho xem. Cậu nói nghe cũng có lý. Không biết tớ sẽ béo đến mức nào nhở. Tuyệt. Cuối cùng thì mình cũng có thể ăn sô-cô-la thỏa thích rồi. Eo ơi, tớ không muốn như vậy đâu. Tớ phải tập thể dục đây. Mình chán ngấy quẩn thun rồi. Tớ nhớ là trong tủ có đồ thể thao mà ta. Chán thật, tớ tìm được mỗi cái quần này thôi gái ạ. Trông cũng xinh xẻo mà. Làm gì có, cậu nhìn xem, nhìn lỗi mốt dễ sợ. Nghe này, cậu có thể biến cái quần này thành quần lửng giống của tớ đó. Nhỉ, nghe hay đó nha. Tớ sẽ đặt cái quần này phẳng phiu trên bàn. Phải có kéo nữa mới xử lý được nha. Cắt ở ngang chỗ này cho quần ngắn đi. Tớ sẽ cắt thật chậm. Phải thẳng mới đẹp được á. Cắt cả hai ống quần là xong rồi. Đỉnh quá nè, nhìn tớ mặc cái quần này thế nào. Ái chả, vừa như in luôn, lại còn cute hột me nữa chứ. Good job nha, xinh thật sự á. Cảm ơn gái, mình cũng đi chạy thôi. Mình ngồi đây, buộc dây giày xíu thôi ấy mà. Phải vứt miếng kẹo cao su này đi thôi. Để tạm ở đây cái đã. Ủa, anh nhắn cho mình vậy ta? Ôi giời ơi, hôm nay tập mệt dễ sợ luôn á. Khoan. Trời ơi, đã bảo đừng ngồi xuống rồi mà. Sao cậu không chịu nghe tớ thế? Có gì mà căng thế? Có gì hả? Cậu bị cái gì thì không biết. Là kẹo cao su hả? Tớ ngồi lên kẹo cao su sao? Sao cậu cứ vứt bã kẹo tùm lum tùm la vậy hả? Rồi tớ phải làm gì với cái quần này đây hả? Tớ không biết đâu. Cậu lấy bã kẹo ra đi. Được rồi, nhưng mà tớ không biết lấy ra kiểu gì hết á. Làm gì thì làm, nhớ trả trong ngày đấy. Chán đời dễ sợ. Chẳng hiểu sao cậu lại nhả bã kẹo lên ghế luôn á. Chắc phải có cách chứ nhở. À mà từ từ, tớ có cái kéo ở đây nè. Đừng cắt chứ, tớ không muốn cái quần này bị rách đâu nhá. Cứ bình tĩnh đã, cậu phải tin tưởng tớ chứ. Nhìn thì hơi sợ thật đấy, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi. Hứa với cậu luôn. Giờ tớ bắt đầu cắt quần của cậu ra đây. Và xong, thế là hết kẹo cao su trên quần rồi đấy. Ổn áp, tuyệt y như tớ nghĩ. Này, trả cậu đấy, mặc thử đi. Ok. Thế tớ phải làm gì với hai cái ống quần đây? Từ từ, cháo mới nhừ được chứ. Cậu quay người ngược lại đi. Đấy, giờ cậu cho ống quần vào đó đi. Hả, nhìn cũng xinh phết đây. Nhưng tớ vẫn không có quần mặc. Đây, cho cậu mượn quần jean của tớ nè. Nhìn cậu xinh dễ sợ luôn á. May mà cách này hiệu quả. Ok, ổn đấy. Mời bạn vào trong. Mọi người xếp hàng dài phết đấy nhở. Mong là không phải đợi quá lâu. Yay, sắp tới lượt mình rồi nè. Wow, tranh xả ghê. Xin mời vào. Không được. Mời em đi chỗ khác. Gì? Này, thôi được rồi. Đằng nào tớ cũng chả thèm vào. Mấy cái người này nghĩ sao mà mặc như thế vào đây không biết. Làm như anh ta đẹp lắm ấy. Bộ vest đó nhìn chán chết đi được. Cơ mà, thử mặc thế này xem có ổn không nào. Đã bảo là không rồi mà. Phải có cách nào để vào trong đấy rồi quẩy với mọi người chứ. Thả tóc và tháo kính này. Vậy được chưa? Lại là cô à? Không, không và không. Trời, đầu óc cái cô này bị làm sao thế nhở. Tức chết đi mất. Anh ta xấu tính thực sự đấy. Hay là mình dùng cái kéo này nhở. Được không ta? Khoan, biết đâu lại thành công. Xin lỗi Tú nha, nhưng chị phải cắt em rồi. Xong xuôi nhé. Giờ không còn đáy nữa. Bước tiếp theo là mặc vào như hai áo dây á. Phải khiến áo trông tranh xả hơn mới được. Dùng cái khuyên tay tròn này đi. Tuyệt quá. Tôi có việc phải vào bên trong ngay anh gì ơi. Wow, ai chà, được đó nha. Xin mời cô vào. Tuyệt, biết ngay là sẽ hiệu quả mà. Ok, mình cần cái bút lông này nè. Đây rồi, bắt đầu viết thôi. Ồ, tóc của Kevin đẹp thật đấy. Anh ấy cũng dễ thương nữa. Đẹp trai. Ngắm cả ngày không biết chán. Ôi, mình lại mơ tưởng đến anh ấy rồi. Ôi không, không. Mình vẽ tên anh ấy với trái tim khắp nơi. Số nhanh, đồ lô bảng đâu ta? Sao cũng hết thế này, xóa không được. Trông mình dùng sai bút lông rồi. Cốc nước sẽ có ích. Ngậm một hụm thật to này. Ok, sẵn sàng rồi nè. Và giờ thì lau thôi. Ok, cố lên xóa đi. Chẳng ăn thua gì, lau đến mai không sạch. Phải làm sao bây giờ? Mọi người nhìn thấy sẽ cười mình thối mũi mất. Hả? Có chuyện gì thế này? Vâng, em xin lỗi nhưng không xóa được ạ. Đừng lo, cô có mẹo xóa dễ lắm. Em chỉ cần buôn viết bảng này thôi. Tôi đè lên vết mực em viết trên bảng trắng. Nhớ tôi hết mọi đường nhé. Ok, có thấy không nào? Giờ thì cứ lau đi thôi. Thấy không? Lau đến đâu sạch đến đấy nhé. Không cần trà đâu. Ta-da! Không còn Kevin vĩnh viễn trên bảng nữa. Ồ, cô cứu em một bàn thua trông thế đấy. Trời ơi, Kevin đến kìa. Ôi, suýt thì bại lộ. Đừng lo, cô không nói đâu. Và như các em đã thấy, đây là một cái cây. Nó chán như con gián. Chuẩn không cần chỉnh. Đã đến lúc tỏa sáng. Thầy đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Xem đi này. Hả? Lá bài đang chuyển động. Sao lại thế được cơ chứ? Sởi sao cũng được. Các em không thích ảo thuật lá bài sao? Không sao cả. Vậy còn biểu diễn rối nước? Thầy giáo của chúng mình ngầu nhỉ? Không gì à? Cười nhẹ cũng không. Đã đến lúc hạ màn. Có phải nốt mụn không? Khán giả khó tính quá. Thầy đã cố hết sức rồi. Thầy hiểu rồi. Ai cũng thích con thú bóng bay mà. Một chú chó nhỏ dễ thương này. Ai muốn không? Thôi đi thầy ơi. Mình hết sạch ý tưởng rồi. Khoan đã. Còn một ý cuối này. Mình sẽ cần bút nhớ này và vài chiếc kẹp giấy. Mình sẽ tháo nắp ra khỏi bút. Sau đó tháo phần đầu bút. Tiếp theo mình lấy một kẹp giấy. Mình sẽ kéo thẳng phần giữa ra như thế này. Mình sẽ nhỏ một đốm keo vào đầu của chiếc kẹp giấy. Sau đó lấy nắp của bút nhớ và đổ nước xà phòng vào trong. Rồi mình nhúng nắp vào thôi. Ok, cả lớp xem này. Kiểu gì các em cũng phải chú ý. Hãy nhìn bong bóng đầy màu sắc này. Khoan, gì kia? Có phải bong bóng? Dậy đi, dậy mà xem đi kìa. Ê mọt sách, nhìn kìa. Biết ngay sẽ được mà. Thế này vui hơn nhiều so với bài học cũ rích nhàm chán. Có bút đây rồi, vào việc thôi. Đã sẵn sàng. Tuyệt vời ông mặt trời. Mình yêu lớp này. Không, tôi muốn có 2 du thuyền và 1 máy bay. Bye. Chào bố ạ. Wow. Cứu với. Bố sẽ cứu con. Được rồi. Suýt nữa thì tiêu. Con không sao chứ? Con thấy cuộc sống lướt qua trước mắt luôn ạ. Anh nói ông ấy đang phẫu thuật là sao? Tôi muốn có bác sĩ ngay. Con gái yêu của tôi vừa có một trải nghiệm đau thương. Tôi còn hỗ trợ y tế. Nó khiến anh đặt câu hỏi là điều gì quan trọng trong cuộc sống. Gọi trợ giúp sao? Wow, dịch vụ tốt đấy. Cô phải giúp con gái tôi. Tôi sẽ lo chuyện này. Con sẽ khá hơn chứ. Để cháu nằm thoải mái nhá. Cái này sẽ làm cháu bớt nóng. Tất cả những gì cần làm là đợi thôi. Con bé sẽ không sao chứ, tôi sợ quá. Tránh ánh đèn nhé con yêu. Vâng ạ. Đàn áo thật thư giãn. Mẹ ơi con đau quá. Chắc không sao đâu, để mẹ xem nào. Ôi trời, chúng ta phải làm gì đó. Túi rau đông lạnh này sẽ có tác dụng đấy. Nằm xuống đi. Hơi lạnh đấy, nhưng sẽ có tác dụng. Chúng ta phải đợi. Mình sẽ đan cho xong. Đan len khó hơn mọi người nghĩ đấy. Ok, để xem vết bầm đó nào. Nó xẹp rồi. Cái này hiệu quả phết. Và chúng ta có thể dùng rau này cho bữa tối. Mẹ hy vọng là con đói rồi. Đến giờ ngủ rồi sao? Ngủ thôi con yêu. Đắp chăn cho ấm nào. Xong rồi. Ngủ ngon nhá. Mình không muốn đi ngủ đâu. Mình muốn chơi game hơn. Được nghỉ ngơi rồi. Hy vọng có phim gì đó. Mẹ sẽ không biết đâu. Điều khiển không bấm được. Không có pin. Lạ thật. Vui quá. Vui hơn là đi ngủ nhiều. Trong này có chuyện gì vậy? Có gì đó sai sai thì phải. Yên tĩnh quá. Từ từ nào. Mẹ tưởng là mẹ nói con đi ngủ rồi. Cái gì đây? Mẹ đã bị lừa. Tại sao nó lại làm thế với mình? Đợi chút. Vui ghê. Lên giường đi. Đưa máy chơi game cho mẹ. Mẹ sẽ lấy pin. Con cần phải đi ngủ. Thôi trò vớ vẩn đi. Chỉ là đùa thôi mà. Chắc giờ mình xem tivi được rồi. Để xem có gì nào. Cái này hay đây. Căng thẳng quá. Mình không thể ngừng xem được. Ôi không. Hả? Cái gì vậy? Eo ơi. Chỉ là bong bóng thôi. Đợi đã. Cái đó đâu ra vậy? Trông ghê quá. Lại một trò đùa ngốc nghếch nữa. Bắt được mẹ rồi. Con là mẹ gặp ác mộng đấy. Không tin được là mẹ lại bị lừa nữa. Đến đây nào. Kiếm cái gì hay để xem thôi. Cái gì không đáng sợ á. Ngủ ngon nhé con yêu. Hy vọng con mơ thấy Kỳ Lân và Tiền. Ok, con đã sẵn sàng đi ngủ rồi. Chúc bố ngủ ngon ạ. Mình sẽ chơi game một xíu thôi. Hả? Tiếng ồn gì vậy? Oops. Đợi đã nào. Đưa điện thoại cho bố. Ngủ ngon ạ. Cái kia nữa. Dạ. Con không nghĩ bố biết đấy. Bố cũng từng là con nít. Ba trò này nhăm nho gì. Thật không công bằng. Không biết cái này làm gì nhỉ. Mình đã được triệu tập. Ước muốn của cô là mệnh lệnh của tôi. Cái này sẽ giải quyết vấn đề của anh. Rất hân hạnh được làm việc với cô. Con ổn chứ? Không như anh thấy đâu ạ. Để tôi giải thích. Tôi đã cảnh báo anh trước rồi. Ra khỏi đây thôi. Hẳn là đau lắm. Anh ta xứng đáng bị vậy. Và chàng hoàng tử đẹp trai cứu được công chúa. Rồi họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ai đó giúp tôi không? Chào mẹ ạ. Hôm nay ở trường vui chứ con? Mẹ nhớ con quá. Nhìn mấy cái bánh kìa. Có bánh cháu thích không? Bà có tất cả các loại đấy. Mẹ, mua cho con cái bánh nhá. Đi mà. Nhìn ngon quá. Con sẽ thích đấy, rất là ngon. Lại đây cô gái, mua cho con của cô đi. Đây là tất cả những gì tôi có. Nhiều đây thôi á. Xin lỗi. Chà, không đủ rồi. Đi mà, cháu năn nỉ đấy. Sao có thể từ chối khuôn mặt kia cơ chứ. Cất tiền đi. Cầm lấy. Mẹ nhìn này. Ồ, mẹ xin lỗi. Bố. Chào anh. Có lẽ bố có thể giúp đấy. Tôi nghĩ chừng này sẽ đủ. Và ly sao? Không phải chứ. Được, mình sẽ hùa theo. Ôi trời, mình giàu rồi. Lấy hết đi, tôi sẽ đi nghỉ mát. Ai muốn ăn kem nào? Tự nhiên đi. Chào anh bạn. Vào đây đi nào. Sẽ hoàn hảo lắm đây. Vừa kịp lúc. Chào Matthew. Emily. Đến lúc tặng quà rồi. Đợi đã, cái gì vậy? Cô ấy có món đồ chơi này rồi sao? Sao trùng hợp vậy trời. Mình nên tặng cô ấy gì đây? Tai nghe này sao? Yeah. Nhưng trước tiên có vài việc phải làm cái đã. An toàn là trên hết. Chuyển thôi nào. Bạn Lan. Dùng lắc dữ quá. Nhưng mình có việc cần làm. Dọn dẹp chỗ này đi nào. Thứ gì hay hơn một món quà? Đó là món quà làm riêng, dĩ nhiên rồi. Và chắc chắn đây là thứ có 102. Chỉ cần tô hết những chỗ màu trắng. Xong rồi, đẹp ghê. Giờ thì tô khuôn mặt. May là mình có rất nhiều màu xanh. Đó là màu cô ấy thích nhất mà. Giờ đến các chi tiết nhỏ. Rất là hợp luôn nhỉ. Đừng quên những phần màu trắng nhé. Chúng cũng quan trọng không kém đấy. Tuyệt vời. Giờ là vài bước cuối cùng. Chúng ta sắp xong rồi. Dễ thương ghê. Nhưng... chỉ cần một bước nữa. Chỉ cần đạt đúng chỗ là sẽ sống động ngay. Hoàn hảo luôn nhỉ. Thử lại lần nữa nhé. Hey, tặng cho cậu nè. Thật sao? Nó rất hợp với đồ chơi này của tớ. Sao cậu tìm được thứ này vậy? Suýt thì tớ quên. Tớ cũng có quà cho cậu nè. Cậu thích không? Ok, ôm nhau thắm thế nào? Có bạn thân thật thích. Gà sông khói luôn tuyệt nhất. Hả? Mình phải đi tập gym trong 15 phút nữa á. Chắc để sandwich tí nữa ăn vậy. Mình chỉ mang theo đồ tập gym. Nhưng giá mà được ở nhà không làm gì cả. Mình có thật sự cần đô lên không nhở? Thôi để ăn bánh sau vậy. Ai mà biết có túi nhựa ở đây chứ. Gặp lại sau nhé ngài sandwich. Tập xong chắc ăn còn ngon hơn ấy chứ. Không thể quên sữa tắm được. Mong là mọi thứ sẽ vừa vào đây. Cái này ở nhà nhé. Kem dưỡng. Rồi, vào hết đi. Sao trong này ướt thế nhỉ? Ôi không, sandwich của mình thành cháo rồi. Cháo xà phòng. Ôi trời, không còn ngửi thấy mùi gà nữa. Ghi nhớ, kéo khóa zip thật chặt. Giờ mình phải làm gì với đống này đây? À, biết rồi. Để giữ cho đồ đạc không bị dính nước thì hãy mở nắp trước khi bạn đút vào cặp hoặc túi. Rồi bọc túi zip to lên chúng và xoáy nắp ở trên túi nhựa. Kiểm tra nào. Không còn bị đổ nước trong ba lô nữa rồi. Giá mà mình nghĩ tới cách này trước khi cất đồ ăn. Giờ đi tập gym thôi. Bằng nằm dài ăn bim bim. Sao lúc nào mình cũng ăn nhanh thế nhỉ? Còn vụn không ta? Không. Madison có đầy trong cặp. Cho tới hít. Tham thế Madison. Và còn rất lộn xộn nữa. Yep. Ăn khoai tây chiên thôi mà không ngờ no thế. Chắc mình dừng cuộc chơi thôi. Thế giờ cho tớ được chưa? Cậu điên à? Tớ để dành đấy. Cửa hàng bim bim giờ đóng hết rồi. Tớ sẽ ăn chỗ này sau. Này Jen, đừng có mà sờ cái túi kia nhé. Madison, trời đã. Ôi trời, sao lại thế được chứ? Mình ngốc quá đi mất. Tớ thấy vui mà. Lúc nào cậu cũng cười tớ. Nhưng xem giờ ai cười ai nào. Tớ mượn cái này tí nhé. Nhìn mà học này bạn tôi. Để đảm bảo túi đóng chặt các ống hút nhựa như thế này. Để sang bên và cầm lấy túi của bạn. Lấy ống thứ hai và gói vào thế này. Giờ thì trồng cái ống hút bạn vừa cắt lên. Tuyệt vời, mình đóng gói quá siêu. Thử xem nào. Chuẩn, chống đổ. Giá mà mình nghĩ đến cái này sớm hơn. Dù sao cũng hay đấy, mình xem tiếp chứ nhỉ. Đổ nước vào đáy bát và làm đông đá. Lấy đá ra khỏi bát thủy tinh đó. Giờ thì lấy bảng sơn màu ra nào. Đã đến lúc trổ tài họa sĩ rồi. Vẽ trực tiếp lên viên đá lớn nhé. Hãy dùng các màu sơn khác nhau. Khi đã tan ra, sơn sẽ di chuyển và xoay vòng. Màu sắc sẽ hòa vào nhau. Cứ tiếp tục tô thật nhiều lớp sơn khác nhau nhé. Việc này quả thực rất thư giãn đấy. Nó tạo hiệu ứng rất tuyệt. Và thành quả thì cực đẹp. Đúng không? Ok, chắc giờ làm bài tập trên lớp thôi. Bút bi sao vậy nè? Hết mực mất rồi. Suốt ngày hết mực. Chả sao. Sophia ơi, có chuyện gì vậy Luna? Ôi tớ hết mực mất rồi, cho tớ mượn một cái nhé. Ok con dê, tớ có mang thừa mấy cái nè, chỉ ở trong đây thôi. Đâu phải bút bi. Chờ chút. Hả? Để coi có không đấy. Quá trời đồ này. Mình phải ngăn nắp hơn mới được. Khoan đã, mình có ý này. Mình đã nghĩ ra cách giữ đồ gọn gàng rồi. Trước tiên, mình cần kéo dây chun này qua tập đựng. Cần thêm vài cái nữa nè. Giờ thì tha hồ mà cất đồ ở trong này. Và còn nhiều không gian bên trong. Mọi thứ đều ngăn nắp và dễ tìm. Trông ổn áp nhỉ. Đây, bút bi nè. Hả? Gì cơ? À đúng, tớ cảm ơn. Tuyệt thật đấy. Mình đã có giấc mơ đẹp nhất. Bài kiểm tra chán dã man. Nhưng mà tớ thích. Đúng là đồ mọt sách. Hay là nghịch tí cho vui nhỉ. Ê, đừng có tỏ ra con nít nữa. Tớ thích câu hỏi này. Wow, mình muốn ra khỏi đây. Úp, chờ chút. Này, lại gì nữa đây. Xem đi nè. Tớ trả bút bi vào tay áo và rồi xoay nó một chút. Nói thật thì cậu ấn tượng lắm đúng không? Wow, cậu là phù thủy à? Để tớ thử. Sao tớ thấy không đúng? Ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ bí quyết. Hay mình cần nhiều ma sát hơn nhỉ? Hút đi. Mình không làm được. Đúng rồi, tính toán rồi cũng ra cách thôi mà. Mình quên mất lực hấp dẫn. Và vòng quay của trái đất có nghĩa là... Mình biết rồi. Thử lại lần nữa nào. Đâu phải ảo thuật gì. Thì sao? Cả lớp, trật tự. Em xin lỗi. Chết nhá. Úi. Lại cả em nữa hả Sophia? Em đang làm bài tập mà cô. Cô nhắc lần cuối thôi đấy. Khoan, chắc chắn mình có bút mà. Có vẻ mình sẽ trượt môn thôi. Tin nhắn từ Matthew. Không. Đợi đã, cậu ấy muốn rủ mình đi chơi. Yay. Nhưng điều đầu tiên là trang phục. Chào con. Chúng ta cần tìm quần áo sao? Con có buổi hẹn, mẹ thấy không? Mẹ có cái này rất hợp với con. Ghê quá. Còn cái này chắc chắn là không rồi. Giờ đi mặc thử cái này đi. Chà, đẹp mà con yêu. Rất là thùy mị luôn. Trang phục sao có thể thiếu ngọc trai được. Có cần thiết không vậy mẹ? Xấu quá. Đứng thẳng lên nào. Tụi nhỏ lớn nhanh quá. Ngọc trai ngu ngốc. Mình mặc kín cổng cao tường luôn. Biết rồi. Ít vải thì sẽ đẹp hơn. Và ở đây là ít hơn nhiều luôn nhé. Hey, hở một chút cũng chẳng hại ai mà nhỉ. Đẹp hơn nhiều rồi. Không cần tay áo hay áo dài nữa. Đã gọi là hở mà. Ok, giờ áo ngực đã cố định. Luồn tay áo vào lại. Dễ thương đúng không? Matthew, cậu nhận ra tớ chứ? Không hẳn. Ý là đây là cùng một người sao? Vậy thì... chắc chắn mình bị lừa rồi. Hey Gina, sẵn sàng hẹn hò chưa? Đợi đã, hai người là... Hey, em đang làm gì ở đây vậy? Yep, đó là điều mình nghĩ. Nhẹ cả người. Tớ nên nói trước là tớ có em sinh đôi. Không sao đâu. Wow, xem này. Là dây áo, sao cũng được. Ouch, kỳ ghê. Hey, rất vui khi gặp cậu Stacy. Ôi, tớ xin lỗi. Không sao. Hey. Cô ấy không sao chứ? Hey, mình du hành về quá khứ sao? Chuyện gì vậy? Dây áo này gầy rắc rối quá. À, tôi thích không dây áo hơn. Nhưng bằng cách nào? Chỉ là mẹo nhỏ thôi, nhưng hiệu quả. Chỉ cần lấy dây áo và móc nó vào cùng với dây kia. Ta-da! Vấn đề đã được giải quyết. Cảm ơn nhé. Nhưng đợi đã. Anh có thể giúp tôi không? Tôi đến đây. Người vận chuyển đây rồi. Chạm. Wow, phải đi thôi. Đấy, xong chuyện nhé. Đúng là một chuyến đi dài. Tớ quay lại rồi đây. Và không còn dây áo nữa. Nghĩa là ăn vặt cả ngày. Adam, cậu ấy không thể thấy mình thế này được. Mình sẽ quát rau. Tươi lên nào. Chào cưng. Cậu ấy đáng yêu chưa kìa. Hy vọng cậu ấy không thấy vụn bim bim. Dù mọi thứ trông thật yên ả, thì một động tác thôi cũng có thể thay đổi tất cả. Hey, đau quá đi mất. Giờ mình nhói hết cả đầu. Adam, cậu ấy còn đấy không nhỉ? Cúp máy rồi, ghê quá. Này, mình nghĩ mình biết cách sửa cái này rồi. Để ngăn điện thoại không rơi vào mặt, thì hãy buộc dây buộc tóc qua ốp điện thoại theo chiều dọc, rồi nhét điện thoại vào lại. Cứ như là tay cầm của riêng mình thấy chứ. Adam, cậu đấy à? Xin lỗi nhé, tớ hậu đậu quá. Điện thoại không rơi nữa rồi. Biết chơi cuốn thật đấy. Nhanh lên, cậu phải giúp tớ, tớ sợ quá. Tụi mình có bài thi hả? Giáo viên này đáng sợ lắm, kinh khủng luôn ý. Có thể tệ đến mức nào chứ? Dớt môn là về đội của cô nhé. Chúng ta phải làm gì đây? Này, để tớ nghĩ phát coi nào. Ra rồi. Đôi trang điểm của tớ. Thấy rồi mà để làm gì đấy? Chống mắt lên mà xem này. Tớ sẽ lấy chút mỹ phẩm ra bằng ngón tay. Rồi thì sao? Rồi tớ sẽ phết nó lên đầu gối. Tớ hiểu cậu đang làm gì rồi. Nếu mà tán tán ra thì nhìn y như thật luôn. Trông ghê quá đấy. Cậu thử đi. Khó thế nhỉ. Cảm ơn cậu, dù sao thì ý này cũng hay. Mà tớ có cách khác nè. Gà cao su hả? Nhưng thì tại nó vui quái mà. Tớ cần cái này nè. Hôm nay kiểm tra đó. Thật là vui quá đi. Em chào cô. Tụi em gặp tai nạn ạ. Thế mà các em vẫn muốn thi sao? Đi đi các em. Nghỉ ngơi dưỡng sức nhé. Đau dã man. Thành công mỹ mãn luôn. Tuyệt, khỏi kiểm tra. Này các em, cùng các em sẽ thích làm bài tập về nhà. Bắt quả tang nhé. Chạy đi. Cần táp vô ai nấy. Bạn chẳng bao giờ biết ai đang nhìn, ngay cả khi bạn ít cảnh giác nhất. Không, họ sẽ không ở trên đó. Giờ vẫn ổn. Và cô giáo vẫn đang bận rộn. Của mình tất. Mình đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Lại đây. Đẹp tuyệt vời luôn. Mình sẽ măm măm thật ngon. Em nghĩ thế à? David, cô đã bảo gì rồi? Cấm ăn trong lớp học mà. Cô thấy rất là bực mình luôn đấy. Wow, em xin lỗi. Em sẽ không làm thế nữa. Lần nào em cũng nói như thế. Cô không thể chịu nổi nữa. Chuyện gì vậy? Cầm đi này. Tớ xin. Không có chi anh bạn. Khoan, tớ hiểu rồi. Mình phải nhanh mới được. Cả lớp chú ý nhé. Phần này quan trọng nhất đấy. Hả? Giấy dính gì vào tay mình mất rồi? Có chuyện gì thế này? Cho cô biết tay. Trò này sẽ đỉnh lắm bà con ơi. Quay lại ngay. Này, sao lại giật tớ thế? Ăn đi. Hiểu. Ra là kẹo, không phải keo. Đầu tiên, ta gỡ keo ra khỏi ống. Hãy rửa ống thật sạch nhé. Không ai muốn ăn kẹo dính đâu. Sau đó, chồng kẹo lên nhau như thế này này. Rồi nhấn đầu ống xuống đó. Vậy là chúng ta có cây kẹo rồi, đúng thứ tớ cần. Ngon dã man, biết ngay cậu sẽ thích. Thật may vì được ngồi cạnh cậu. Tiếng gì vậy hả? Tụi em đang dán giấy cùng nhau thôi ạ. Thầy có kết quả kiểm tra rồi. Nghe không sáng sủa lắm. Có chuyện gì vậy? Tớ không biết nhưng tớ không thích rồi đấy. Làm tốt lắm, A+, vui lên đi chứ. Woohoo, đỉnh của chóp. Thầy biết các em làm được mà. Thầy tự hào về hai em, tốt lắm. Vui quá đi mất. Tớ sẽ đóng khung nó luôn. Các em đã rất chăm chỉ, xứng đáng được thưởng. Có muốn ăn pizza không? Đã đến rồi cơ á. Khá khen cho anh bạn trẻ giao hàng siêu tốc. Anh phải thanh toán anh bạn à? Tất nhiên, để tôi lấy ví đã. Có lỗ trong ví của tôi. Úi, đợi tôi một chút nhá. Xấu hổ chết đi được. Chỗ này chắc là đủ nhỉ. Gửi cậu này. Ăn bánh ngon nhé. Chắc mình sẽ phải mua một chiếc ví mới. Đây là bánh ví xịn nhất mình từng có. Ít ra chúng ta có thể thưởng thức pizza. Em cảm ơn. Nào, nếu các em không phiền, thầy muốn ở một mình. Thầy muốn nhớ về những kỷ niệm đẹp với chiếc ví. Tớ không thể đợi được thêm nữa. David, dừng lại. Au, đau đấy nhá. Mình phải giúp thầy chứ. Chả thì cuộc sống mà. Chắc chắn chúng mình có thể làm gì đó. Đúng rồi, tớ có thể dùng giấy màu. Tớ sẽ gấp một tờ giấy thành 3 phần. Tớ gấp mặt bên trái vào và thoa một đường keo trên mép. Tớ sẽ nhấn xuống để dán lại. Sau đó tớ sẽ nhỏ một chút keo ở trên đỉnh. Giữ một lúc để cho chúng dính vào nhau nhé. Sau đó tớ mết một đường ở đáy như thế này. Làm tương tự với nhiều tờ khác. Sau đó tớ sẽ gắn một miếng xốp ở đáy. Vậy là chúng ta có ví rồi. Chỉ cần thêm vài chi tiết nữa thôi. Unicorn đáng yêu này, cậu thấy thế nào? Tớ sẽ ném lên bàn của thầy. Hả? Cái này ở đâu ra vậy? Tớ chưa bao giờ để ý thấy cái trần nhà. Em làm đấy à? Để thầy xem nào. Wow, quá trời ngăn đựng luôn này. Các em tuyệt vời quá. Thầy cảm ơn. Thầy thích là em vui rồi. Chỉ muốn thử ngay và luôn. Thầy thích lắm. Thầy có thể đựng cả dụng cụ luôn. Tuyệt cú mèo. Vậy là thầy có chiếc ví yêu thích mới rồi. Chẳng phải tự nhiên thầy yêu cái lớp này. Em mời thầy ạ. Con ma này, không biết chuyện gì sắp xảy ra đâu. Sao mà con bé này đam mê game gủng thế nhở? Chẳng bao giờ tự giác dọn nhà gì hết. Con đang cố tập trung đấy mẹ. Rồi. Cái bàn bẩn quá đi mất thôi. Sophia, đôi tất này từ thời tiền sử hả con? Cứ như bang chủ cái bang vậy. Tất của con đấy. Dạ, tôi này ạ. Dã man khủng khiếp luôn. Để sửa lỗ rách trên tất thì bạn chỉ cần khâu theo kiểu này thôi. Tiếp tục nào. Khâu tròn xung quanh cái lỗ. Cứ đâm đi vòng quanh như thế cho đến khi không thấy cái lỗ nữa. Hãy kết thúc đường chỉ ở mặt trong của tất. Ủa? Tất của con này cũng xinh phết đấy ạ. Con cảm ơn má mì. Còn lỗ nào trên tất của con không đấy? Ngoan lắm. Nhớ nhé Sophia, trên đời không ai bằng mẹ đâu. Điều hòa hôm nay lạnh thế nhở? Mình không có cái áo khoác rồi. Thôi khoác tạm cái chăn này đi. Chui vào chăn đi, ngón chân nhỏ xinh. Cái chăn này nhỏ xíu luôn. Thôi nào, ấm lên đi mấy em. Thôi được rồi. Mình sẽ đi tìm tất. Đây này. Khoan, ủa? Có con nhạy sao? Chào đằng ấy. Nhà ngươi cắn áo len của chị à? Chết với chị này. Biến ra khỏi đây, đồ con nhạy đáng ghét. Không ai được ăn quần áo của chị đây cả. Nói lời tạm biệt đi. Giờ thì tận dụng cái áo hỏng thôi. Gấp tay áo lại rồi cắt ở nếp gấp. Bỏ phần còn lại của cái áo len đi. Sau đó lồng ống tay áo vào chiếc dép bạn thích. Bọc ống tay áo bên ngoài dép. Và làm tương tự với đầu kia nha. Giờ thì bạn đã có đôi dép dành cho mùa đông rồi. Cực kỳ hoàn hảo để giữ ấm cho những ngón chân nhỏ xinh. Ai cần tất khi bạn đã có dép len cơ chứ? Giờ mới thực sự ấm cúng đây này. Nhâm nhi thêm chút trà nóng nữa nào. Nó vẫn còn sống sao? Cô thắng trận đấy, nhưng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc đâu. Ai quan tâm chứ, còn nhảy. Thứ hai là ngày đầu tuần, em sẽ cố gắng chăm ngoan. Ô kìa, có phải học sinh mới không ta? Và anh ấy lái mô tô luôn kìa. Nhìn gần anh ấy còn ngầu luôn ý. Đi thả thính thôi. Hello, em là Sophia ạ. Anh là học sinh mới phải không? Ok, em hiểu rồi. Ngày buồn rười rượi là ngày mà anh xa tôi. Tôi cứ như người vô hình ý. Lại buồn anh nào à? Ô, sao cậu biết? Là anh này đấy. Để đó cho tớ. Mọi phép màu đều nằm trong cái hộp này. Nhưng trước tiên, vứt hết món này đi đã. Và đây nữa. Giờ nhìn tớ đây. Màu này hợp phết đấy. Một chút son môi. Chuẩn chỉnh rồi đấy. Thế là hoàn thành nhá. Để tớ ngắm cậu tí nào. Amazing, good job. Dùng thêm cái này nữa đi. Quần tắt à? Cắt thôi. Cắt cẩn thận vài đường là cậu có ống tay mới rồi. Trông ngầu bá cháy luôn. Cảm ơn cậu nha. Bye bye. Để xem giờ đây anh ấy có thể lừa mình nữa không nào. Ai vậy nhở? Ống tay đẹp đấy. Lên đây anh đèo nhá. Ok luôn. Thành công mỹ mãn nè. An toàn là trên hết đấy. Lượn thôi. Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Nó sẽ trông rất đẹp ở đây. Ai cũng thích dơ hầu hết. Và nó mang đến không khí nhiệt đới cho tiệc của mình. Giờ thì buông rèm ra nào. Vậy là đủ cả rồi đấy ha. Tuyệt quá đi mất. Khoan đã, suýt thì mình quên mất cái này. Quả dưa hấu bự chẳng. Nhìn lấy biết ngon rồi. Mình sẽ mang dưa hấu ra phòng khách. Sao thế giới tàn ác thế? Mình sẽ phải làm gì đây chứ? À, biết rồi. Cửa hàng đã đóng cửa. Nhưng mình cần một quả dưa hấu. Mình sẽ tự tìm. Chỗ này hình như không phải rồi. Biết đâu mình gặp mày ở đây. Có lẽ đây không phải là ý hay. Đây rồi. Cánh đồng dưa hấu thơm ngon. Áo của mình rất tả tơi. Bây giờ thì chả quan trọng nữa. Khoan, mình không có túi để đựng dưa. Nhưng có khi mình cũng chẳng cần túi. Nếu tạo thêm lỗ trên áo phông, mình có thể dùng cách này. Dù sao nó cũng hỏng mất rồi. Ok, vậy là được rồi. Mình sẽ cởi nó ra và lộn ngược lại. Giờ buộc muốn nuốt ở đầu. Túi siêu chắc luôn. Quả dưa hấu sẽ nằm vừa ở trong. Và mình có thể xách về nhà. Đúng thứ mình cần rồi. Về thôi. Chúng ta lành lặn trở về nhà này. Và mình sẽ đặt quả dưa ngay đây. Chiếc túi bằng áo này rất hữu ích đó. Này, cậu có dưa hấu à? Cho tớ một miếng. Mọng nhất luôn nè. Tớ mê luôn. Đến lúc đi vứt rác rồi. Mệt quá đi mất. Mình cần một ngày lười biếng. Hôi quá. Ôi không, Chris kìa. Không thể để cậu ấy thấy mình thế này. Cho mình như chui từ thùng rác ra. Phải nghĩ cách thật nhanh mới được. Sao cậu ấy phải ngồi ở đây chứ? Mình sẽ trốn đến khi cậu ấy đi. Nhưng lên Chris, đi đi. Ôi không, cậu ấy đang đến đây. Phải làm sao bây giờ hả trời? Chỉ còn một cách duy nhất. Hả? Thật không thể tin nổi. Tớ đến ngay đây. Ai? Giờ thì mình ở trong thùng rác thật rồi. Nghĩ ra mình không tự làm xấu mặt trước cậu ấy. Không, nghĩ đã thấy không ổn. Nhưng nào nghĩ, hẳn phải có cách nào đó chứ. Hay là mình dùng rác nhỉ? Tình huống hiểm nghèo thì phải chơi lớn thôi. Thật ra cũng đâu quá tệ. Hả? Thật không thể tin nổi. Cậu có sao không bro? Ổn. Thôi lượn đi. Khoan, nhìn cậu quen quen. Luna. Chào Chris. Cậu đang làm gì vậy? Nhìn cậu như vô giác cư. Cậu đâu cần nói ác ý vậy. Đúng là đồ thất bại. Rõ là quá đáng. Không, giờ lại khó đến thế này chứ. Bực mình chết đi được. Xin chào. Cái quái. Tôi cần cái váy này, tôi đổi cho. Bị khùng hả? Mình nghĩ đổi cũng được chứ sao. Khoan, mình nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ rút tay ra khỏi ống tay áo và luồn tay qua phần cổ áo như thế này nè. Sau đó buộc tay áo vào nhau ở phía trước và buộc ra phía sau cổ nè. Cũng dễ thương ghê. Còn tóc nữa. Chuẩn không cần chỉnh. Hả? Thật không thể tin nổi. Tới đến ngay đây. Chris. Này, quay lại đây. Chào, đi đâu thế? Chào Luna. Nhìn cậu xinh quá. Cảm ơn cậu đã để ý thế nha.